Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của mẹ bầu Baby Kobo Home nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học làm tteokbokki bằng bánh tráng. Hai thứ dường như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng kết hợp lại xem kết quả như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta hãy chuẩn bị hai lá bánh tráng tất cả. Sau đó mình sẽ cho nước vào một cái thố thật là to để có thể dễ dàng nhúng bánh tráng. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể dùng cái đồ nhúng bánh tráng chuyên dụng á thì nó đỡ bị chảy nước ra hơn. Tuy nhiên là các bạn làm quen tay cái nào thì có thể làm cái đó. Cùng lúc mình nhúng hai tờ bánh tráng, nhúng sao cho nước có thể thấm luôn hai tờ chúng thôi, ở chính giữa nó lại bị hơi khô đấy. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị một cái đĩa có cái mặt phẳng thiệt là bự, hình tròn cũng được, tuy nhiên là không có hình tròn cho nên là mẹ bầu đã sử dụng hình chữ nhật. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuốn lại, cuốn giống như hồi nhỏ mình ăn bánh tráng trộn xong rồi mình phải cuốn lại bên trong có nhân vậy đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục thao tác cho đến khi nào mà chúng ta có được cái số lượng như mong muốn. Bây giờ nha, để xuống nè, sau đó đợi cho nó khô khô một chút xíu, đừng có cuốn liền, bởi vì cuốn liền á thì nó chưa có thấm hết nước vào và nó sẽ khá là trơn. Mình đợi một chút nó sẽ thấm hết nước vào trong cái lá bánh tráng và sẽ cực kỳ dễ để cho chúng ta vi vo 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 lại như vậy nè. Đó, đẩy một cái là nó đi luôn nguyên cả một tờ luôn. Và chúng ta cuốn càng chắc tay thì lát nữa cái tteokbokki của chị em mình nó lại càng chặt tay hơn nữa. Sao nãy giờ đã tưởng tượng được coi là cái tteokbokki từ bánh tráng này nó hình thù như thế nào chưa? Đó là mình cắt ra từ những cái cuộn như thế này thôi đó cả nhà. Đây là cái đồ để nhúng bánh tráng chuyên dụng mà ở nhà hàng người ta hay dùng. Thì mình cũng thao tác y như nãy giờ, là cùng một lúc mình sẽ nhúng nước hai tờ. Nếu cả nhà thích ăn dày hơn, bự hơn thì chúng ta tăng cái số lượng lên là 3 tờ hoặc là 4 tờ. Tuy nhiên 5 tờ thì nó hơi dày một tẹo. Nhưng mà cả nhà cũng phải coi là cái loại bánh tráng của mình là cái loại bánh tráng dày hay mỏng nhé. Dày quá thì 5 tờ nó hơi kiểu dai mà xé hoài hàm luôn, không thể nào mà cắn được á cả nhà. Khoảng từ 2 đến 3 là mẹ bầu nghĩ ok rồi đó. Sau khi đã có những cái sợi giống như vậy rồi, mình sẽ dùng kéo hoặc là dùng dao, mình cắt ra theo cái kích thước tteokbokki mà mình mong muốn, cắt thành cái cục nhỏ nhỏ như vậy nè, cho dễ ăn và cũng dễ nấu nướng, chế biến. Bây giờ thì cái việc tiếp theo chỉ là nghĩ ở trong đầu xem là chúng ta sẽ chế biến cái món gì với những cái bản tteokbokki này thôi. Làm đậu tteokbokki hay là chiên sơ qua rồi cắm vào trong cái cây, hoặc là mình sẽ làm sốt phô mai. Wow, có quá là nhiều món để áp dụng với món tteokbokki này đó. Cả nhà có ý tưởng gì không? Hãy comment xuống bên dưới xem là món gì mình chế biến chung với tteokbokki sẽ ngon nhất. Mẹ bầu thì cực kỳ đam mê đó chính là lẩu tteokbokki phô mai. Các nguyên liệu cần chuẩn bị thì kiểu ở trong tủ lạnh có cái gì thì nhét vô cái đó thôi, chứ cũng không có thời gian rảnh để mà suy nghĩ xem là sẽ phải nấu cái gì. Đói bụng quá rồi mà. Sẽ gồm có nấm kim châm đã sơ chế, cắt bớt cái rễ đi nè. Sau đó là có cà rốt, một chút xíu hành lá để dành từ cái hôm mà mình làm trứng ngâm tương vẫn còn dư đến giờ, thì còn hành lá và đầu hành. Đó, nhìn như vậy là đã thấy rất là ngon. À, còn thiếu một cái nguyên liệu không thể nào mà có thể đúng đắn hơn, đó chính là phô mai never sai. Xin chào, và đây lại là cái công dụng rất là hay ho của cái nồi vừa luộc vừa hấp. Thì mình sẽ tiến hành luộc trứng cút. Hôm nay mình không có dùng trứng cà nữa mà dùng trứng cút cho nó nhanh chín nha. Cái tầng phía bên trên khi mình luộc trứng cút thì mình sẽ tranh thủ cái nhiệt lượng của nó để hấp củ cà rốt. Đó, tự nhiên quên mất tiêu củ cà rốt của con thỏ. Mình sẽ hấp củ cà rốt để cho nó mềm bớt chứ không thôi. Cà rốt là cái thứ mà nó khó chín nhất trong số tất cả các nguyên liệu. Nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể canh thời gian cho tất cả những nguyên liệu nó cùng chín một lúc. Thôi thì mình hấp cà rốt trước đi để đảm bảo là nó chín. Còn mấy kia lát nữa mình chỉ cần mà cho vào thôi. Bởi vì hôm nay mình không có nước sốt tteokbokki có sẵn nên là mình sẽ mượn tạm cái chua chua cay cay của một cái bịch kim chi làm sẵn và một cái gói mì Hàn Quốc sẵn. Thì bên trong đó nó đã có gia vị rồi, mình sẽ nêm nếm để trở thành cái nước lẩu tteokbokki của mình nhé. Đó, mới có 5 đến 7 phút thôi là cà rốt đã chín rồi nha cả nhà. Và bên dưới thì các em trứng cút cũng đã chín luôn rồi. Bây giờ mình sẽ vớt tất cả các em trứng cút này ra và cho vào trong nước lạnh để cho nó dễ dàng có thể bóc ra. Chứ nếu không thì mình sẽ phải loay hoay lui cua một lúc lâu thì mới có thể tách hết những em này ra đấy. Vậy là bây giờ các nguyên liệu chính của mẹ bầu sẽ gồm có cà rốt chín rồi nè, trứng cút cũng chín luôn rồi nè, và cả kim chi nữa. Kim chi thì không có chín, người ta muối chín. Cho một nửa bịch kim chi vào để lấy cái màu cam cam đỏ đỏ của nước nè. Và cái nước mà cho kim chi vô rồi nó giống như nước canh vậy đó, cực kỳ ngon luôn, cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Cho nấm vào, sau đó cho cả hành lá và đầu hành. Mình sẽ bắt đầu bật bếp lên ở cái mức số 1. Đừng có bật bếp ở mức số 2, tức là cái lửa quá to, không thôi là lát nữa nó trào đó.
cho cả những cái em trứng cút xinh xinh này vào nữa. Và cuối cùng là cho cà rốt và mì. Và để tăng thêm cái độ đậm đà cho nước sốt thì hãy cho thêm cái bịch có sẵn ở trong cái gói mì. Cái gói mì này thì không có hiểu bên ngoài nó ghi cái gì hết trơn, nhưng mà mẹ bầu thấy cái phần ghi chú bằng tiếng Việt thì nó bảo là mì Hàn Quốc kim chi, nên không sao, bỏ vào trong đây vẫn còn đúng đắn lắm. Lúc nãy mình cũng có bỏ kim chi sẵn vào rồi. Sau đó mình sẽ cho tteokbokki lúc nãy mình đã chuẩn bị. Nếu mà lúc nãy nhúng cái nước mà là nước chưa phải là nước đun sôi để nguội, là nước không tên thì cũng đâu có sao, bởi vì đằng nào mình cũng luộc lại rồi mà. Sau đó hãy cho nửa gói mì vào đây. Khi mà mì đã bắt đầu mềm mềm rồi thì hãy cho nguyên liệu bí mật vào, đó chính là phô mai never sai. Sau đó thì phô mai đã chảy ra rồi, chúng ta sẽ thử một miếng nha. Tteokbokki là làm bằng bánh tráng, ăn nó dai dai, lại hơi giòn giòn mà lại không có bị ngán lắm. Bởi vì thường á, tteokbokki làm bằng bột gạo nên ăn nhiều cảm giác nó hơi chịu dính dính răng và hơi ngán. Tuy nhiên tteokbokki kiểu này á thì ăn được rất là nhiều luôn cả nhà. Cuối cùng là có nguyên một tô tteokbokki phô mai cực kỳ ngon.